Họ mong muốn họ làm những công việc trái ngành, không đúng sở trường của họ. Nhưng cái việc cản là việc của mình, nhưng việc họ có thành công hay không là hạt của họ. Khi chúng ta muốn chỉnh á, mặt của mình mà bị nhọ, mình đang soi gương mà mình nhìn thấy cái hình ở trong gương nó bị nhọ là mình đi lau mặt mình. Đúng không ạ? Chứ đi đập cái gương làm gì? Đập gương mặt nó vẫn nhọ như thường. Ok. Có rất là nhiều cặp vợ chồng lấy nhau khoảng trên 10 năm thì hàng ngày vẫn gặp nhau nhưng mà chỉ góp gạo thổi cơm chung thôi, chả có gì vui cả. À, thì chúng ta có thể nâng cấp nó lên. Mình làm trò gì cụ thể? Một, coi giải pháp truyền thống này. Một, tham gia các chương trình về tâm lý học, đúng không ạ? Đi học tâm lý. Rồi có người là đi học các chương trình gì? Tâm lý học, tại vì tôi muốn nâng cao lên là cùng chung định hướng. Còn ví dụ như là giả sử như là anh Chi á, mà dùng cách truyền thống á, là học kỹ thuật giường chiếu, mày có biết cái đó không? Nghệ thuật làm tình, chán quá đi, đơn giản vậy thôi, đúng không ạ? Còn có người ế quá thì học là nghệ thuật gù trai, đúng không ạ? Nghệ thuật thả thính, lên Facebook thả thính, đúng không ạ? À rồi cái gì bọn nó bảo hôm trước nói cái gì quên rồi, Tinder hả? Cái gì Mỹ Hoàng? Bây giờ bọn nó hay có cái trò gì, cái gì đó, xin lỗi là cái này hơi lạc hậu. Ok, đấy. Vậy thì tùy mục tiêu mà chúng ta có cái giải pháp tiếp nhá. Hay nữa này, chuẩn bị. Tôi đi chậm lắm, hôm nay mà không học được nữa thì thôi luôn á. Quan tâm đến nhu cầu của vợ. Thế thì mình muốn họ chung định hướng với mình thì mình phải chung định hướng hoặc là chiều vợ mình trước. Chút nữa đến giải pháp DCI mà nó hỏi chi mà nó không trả lời được, chết với ông. Học quá trời học mà cuối cùng không chịu gieo hạt. Xong làm toàn cách truyền thống. Tiếp nè. Thứ ba là dành nhiều thời gian cho vợ của mình. Cái này dành cho những người chưa học DCI. Mình ghi cho nó rõ thôi. À, chứ cái này là 50-50. Thứ tư là sử dụng 5 ngôn ngữ tình yêu. Ai ai biết 5 ngôn ngữ tình yêu không? Có ai biết 5 ngôn ngữ tình yêu không? Ô, ngày xưa tôi dạy cái này hay lắm ấy. Tiếp nha. 5 ngôn ngữ tình yêu nó gồm có 5 thứ. Một là tặng quà dễ không? Thứ hai là lời khen. Thứ ba là dành thời gian với họ. Thứ tư là quan tâm chăm sóc giúp đỡ. Thứ năm là xúc chạm. Nếu mà không có cái thứ năm thì hỏng. Ví dụ có người yêu nhau 8 năm nhưng mà toàn nhắn tin thôi, là thiếu cái số 5. Chả ôm ấp hôn hít gì cả thì thôi, yêu quái gì đó. Cái đó bây giờ cỡ như có MC Mỹ Hoàng ghê, là 1 tuần là bắt đầu nó làm cái năm trước luôn rồi. Không tặng quà thì bà cũng làm cái số 5. À, cái đó người ta gọi là sử dụng 5 ngôn ngữ tình yêu. Tuy nhiên, bốn cái giải pháp này lúc thì nó hiệu quả, lúc thì nó không hiệu quả. Trong DCI gọi là sometime ally. Được chưa? Tiếp nha. Vậy cách DCI là gì? Nào, bây giờ là lúc đây. Cách DCI là gì? Mọi người có thể comment được không ạ? Đã trên đã dùng đến cách DCI là tôi không cần phải làm nữa. Tìm cụ già neo đơn, bầu bạn. Cái từ bầu bạn này hơi kỳ kỳ. Làm bạn dễ hơn là có chữ bầu ở trong đó. Về thăm cha mẹ thường xuyên, 1 tuần 1 lần và tiệm cà phê. Gần đúng. Thứ nhất, giải pháp DCI tôi đang nói về cùng chung định hướng. Vậy thì việc thứ nhất, nghe kỹ này mọi người. Đây là của tôi cho nên là tôi làm rõ. Một, đồng thuận với người khác. Chứ họ nói cái gì ra mình cũng cản, họ nói cái gì ra mình cũng bỏ qua, họ nói cái gì ra mình cũng áp đặt, họ nói cái gì ra mình cũng cãi. Thì còn nói làm gì nữa. Đồng thuận. Thứ hai, ủng hộ những ước mơ của người khác nhưng khác quan điểm sau đồng thuận được thầy. Cái việc của họ mình đồng thuận để cho họ làm, còn có kết quả hay không là hạt của họ. Ví dụ họ họ muốn đi đánh tennis, mình nhìn thì bảo họ yếu nó không đánh được, nhưng mà hãy đồng thuận để cho họ đi. Còn chuyện họ không đánh được đó là hạt của họ. Họ mong muốn họ làm những công việc trái ngành, không đúng sở trường của họ. Nhưng cái việc cản là việc của mình, nhưng việc họ có thành công hay không là hạt của họ. Nếu ai những người học DCI rồi thì chúng ta thừa hiểu điều này. Có những lúc mình cản á, cũng chả được. Vậy thì cứ ủng hộ đi. Nói sai sao đồng thuận được. Làm gì có đúng và sai. Học học cái này rồi làm sao mà đúng và sai được. À thế thì như này, những người mà chưa muốn nâng cấp lên cùng chung định hướng thì có thể không cần làm. Nhưng mà tôi đang nói ví dụ cái của tôi. À, những người chưa học thì xin lỗi là không nhẽ tôi lại sang cái đứa cái khác đúng không ạ?
Muốn người khác đồng thuận với mình phải đồng thuận với họ trước. Còn nếu mình đúng sai với họ thì họ sẽ đúng sai với mình. Kể cả những việc họ làm chưa tốt cũng không cản được đâu. Kể cả họ làm không tốt, mình cũng không cản được. Họ thích đi nhậu, thích giao lưu bạn bè, mình có đồng thuận hay không thầy? Đồng thuận 100%. Tại vì những người học DCI rồi sẽ biết là tại sao lại đồng thuận. Bởi vì khi mình ủng hộ họ thì họ sẽ ủng hộ mình. Còn làm đúng hay làm sai là hạt giống khác. Làm đúng hay làm sai thì lại hạt khác. Bởi vì mình thường xuyên làm sai thì thằng chồng mình nó mới làm sai mọi người nhá. Hạt giống mà. Còn nếu mà mình là mình thường xuyên làm đúng thì chồng mình nó sẽ làm đúng. Mình mà là người gọn gàng, con mình sẽ gọn gàng. Mình là người bừa bãi, con mình nó sẽ bừa bãi. Càng ngăn cản họ càng làm đấy mọi người. Chéo cái nào tốt thì không tốt. Nếu chúng ta muốn dùng cách cũ thì là cách giải pháp truyền thống tôi đang để ở đây, mọi người kịp thấy không ạ? Mọi người dùng cái giải pháp này thì mọi người không bao giờ cãi với tôi nữa. Nếu mọi người dùng giải pháp truyền thống thì đi học về tâm lý rồi sử dụng 5 ngôn ngữ tình yêu. Còn giải pháp của DCI thì thông thường nó sẽ ngược. Nên những người nào mà chưa đi học thì chúng ta chịu khó đi học. Hoặc thậm chí chúng ta bỏ qua phần của DCI. Các bạn cứ làm theo cách của bạn. Chưa học, đâm ra tôi đâu có để giải pháp DCI đâu. Tôi để giải pháp truyền thống đấy. Mọi người có thể ghi cái đó vào, đúng không ạ? Tiếp nha. Rồi, thế thì có nhiều người nói là bây giờ em thấy việc đó sai mà chồng em nó vẫn làm thì em phải cản chứ, đúng không ạ? Thế thì cái chuyện mà mình cản, đúng không ạ? Khi mà mình cản người khác, họ làm cái việc của họ thì mình chỉ cản được cái lúc mà mình ở cùng với họ thôi. Chứ mình có đi với họ suốt cả ngày cả đêm đâu mà mình cản được. Trên cái lúc mà không có mình thì may ra mình cản được. Nếu mà có mình cản được 1-2 lần. Nhưng cái lúc mà không có mình thì họ vẫn làm. Cho nên là cái cản nó không hiệu quả. Còn giải pháp của DCI là cái người đó họ đến từ hạt giống của mình. Nếu mình muốn họ làm đúng thì mình phải chỉnh mình trước. Đó là giải pháp của DCI. Mọi người chỉ cần học cấp độ 1 thôi mọi người sẽ hiểu rất rõ cái này. Họ làm sai là do hạt giống của mình. Mình đã từng làm sai thì mình sẽ nhìn thấy chồng làm sai. Mình đã từng trộm cắp, mình sẽ nhìn thấy chồng trộm cắp. Mình đã từng nói dối, mình sẽ nhìn thấy chồng nói dối. Mình là người đi trễ, mình sẽ là người thấy nhìn thấy chồng đi trễ. Mình nhìn thấy chồng mình nghiện, nhậu là nghiện, là mình là người nghiện. Nếu mà chồng nghiện nhậu thì mình nghiện điện thoại, mình nghiện mua sắm, mình nghiện son phấn, mình nghiện tiền. Ok, sao lại kêu là thằng chồng tiền? Hỡi cái con tiền kia, mình nghiện chồng, lên chồng nghiện rượu. Chả có cái tương quan nào. Thiệt đúng là chi này. Tôi lạy mày luôn đó chi. Nghiện là xấu chứ có phải nghiện là tốt đâu. Nghiện chồng có nghĩa là nó hại mình. Sao gọi là nghiện được trời. Chồng cờ bạc nhưng mình nghiện đâu. Có nghiện điện thoại không? Có nghiện được khen ngợi không? Có nghiện được ghi nhận không? Thầy ơi sao không phải chồng là gương phản lại cho vợ à thầy? Cái này hay này. Câu hỏi này rất hay. Có một bạn tên là Samsung. Họ Sam tên Sung. Dạ, kính thưa với bạn Samsung, là khi chúng ta soi vào cái gương, vậy thì người ngoài là người đúng hay người trong gương là người đúng? Samsung, cái người đứng nhìn vào gương đúng hay cái người trong gương là người đúng? Còn lạy ngài, khi chúng ta muốn chỉnh á, mặt của mình mà bị nhọ, mình đang soi gương mà mình nhìn thấy cái hình ở trong gương nó bị nhọ, là mình đi lau mặt mình, đúng không ạ? Chứ đi đập cái gương làm gì? Đập gương mặt nó vẫn nhọ như thường, ok?